Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với chuyên mục Nhà gốm có gì. Hôm nay gốm Bát Tràng xin giới thiệu một vật phẩm vô cùng độc đáo trong giới phong thủy, đó chính là trứng hút lộc bát tiên quá hải sứ khử. Với hình dáng bầu dục không có điểm bắt đầu và điểm kết thúc, giống như một vòng tuần hoàn giúp phúc lộc luôn xoay vòng, kéo dài vĩnh cửu. Sản phẩm được các nghệ nhân vẽ tay hoàn toàn, kết hợp cùng chất liệu gốm cao cấp, được nung trên nền nhiệt 1.300 độ C, giúp cho vật phẩm có một tổng thể hoàn chỉnh, bền bỉ với thời gian. Với tích vẽ Bát Tiên Quá Hải là hình ảnh 8 vị tiên sống trên đảo Bồng Lai với những quyền năng phát bảo riêng. Sự hiện diện của mỗi người có những ý nghĩa riêng khác nhau. Tất cả sẽ đem lại cho gia chủ sự may mắn, tài lộc, trí tuệ, hạnh phúc viên mãn. Sản phẩm ngoài để trưng bày phòng khách hay trang trí phòng thờ thì còn là món quà vô cùng ý nghĩa dành cho người thân và đối tác. Gốm Bát Tràng luôn tự tin khẳng định mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. Để có thể mua và trải nghiệm dịch vụ, các bạn có thể ghé tới các cơ sở của Gốm Bát Tràng: cơ sở 1 266D Trần Nguyên Hãn Lê Chân Hải Phòng, cơ sở 2 396 Lạch Tray Ngô Quyền Hải Phòng, cơ sở 3 18 đường tỉnh 351 thị trấn An Dương Hải Phòng.